Alo, nhà cá bồi. Xin quý vị cho bài mới. Cảm ơn. Cái bài này hình như là mình học rồi. Bài này học rồi. Bài này học rồi. Bài này học rồi. Bài này đã học xong đi trước. Vật gì đóng kín đời, trên gì đời an trú? Vật gì treo cột đời, vật gì bao cuộc đời? Thì cái câu trả lời của Thế Tôn là sự chết đóng kín đời. Sự chết đóng kín đời, trên khổ đời an trú. Tôi nhớ từ đầu tôi có giải thích thế này. Tôi mà đúng khi lô cô của Thế Tôn đó, cái cuộc đời này, người thứ nhất là cái bố tôi lô cô, tức là mình có là ai đi nữa thì cuối cùng cũng kết thúc trong cái chết. Tất cả mọi cái dự tính, mọi cái hành trình, mọi dự tính là mọi hành trình giữa mình đến mặt á, thì cũng đều bị cái chết cái kết thúc hết. Và đúng rồi, cái tiếp theo là cái rồi cái phần này tôi nhớ như cũng đã giải thích rồi. Vật gì trói buộc đời, điều vật gì được thoát, vật gì được đoạn trừ, khiến mọi vật được tận. Thì cái phần này tôi nhớ tôi cũng đã giải thích rồi. Rồi cái ước muốn đó, ước muốn, nhà đúng rồi, đúng. Bởi vì là bạn nhớ dùm nó, mấy đó mình đã giải thích hết. Thì ví dụ như là tại sao mà ước muốn mà nó được, khi mà mình bỏ được ước muốn thì mọi trói buộc nó cũng kết thúc theo. Đúng rồi, cái đó cũng bây giờ sáng nay mình học một cái khác. Một cái khác, các vị có để ý không? Các vị có để ý cái chữ 69 không? Con số 69 mà cô tinh hành cô mới post lên Nawami Sapang Uttanami á. Tức là trong chú giải đó, có những cái bài kinh nào mà thấy có thể lướt qua được, không có cái chỗ khó thì chú giải để vậy đó, để là Uttanami quá là cạn thôi. Chỗ này thì không có gì thì phải bàn sâu. Uttanami quá là không có gì phải bàn sâu. Rồi tiếp theo là cái bài kinh kinh đời ha, bài kinh đời. Bây giờ sáng nay mình nói chuyện nhau về bài kinh đời. Thì cái câu hỏi ở đây đó có nghĩa là trên gì thế gian sanh, trên gì được giao tiếp, thế gian chấp trước gì, trên gì đời đau khổ. Thưa quý vị, tôi nhớ tôi đã nói 3.000 lần ở đây, đó là có tùy theo cái cơ duyên của chúng sinh mà đang đối diện. Có những trường hợp Đức Phật ngài chỉ gọi, khi mà phân tích về thế giới này đó, thì ngài chỉ gọi bằng một chữ thôi, đó là chữ khổ. Nó ra một chữ khổ. Không biết các vị còn nhớ mấy cái đó hay không? Thí dụ như ngài dạy rằng là tất cả mọi hiện hữu là khổ, trong hình thức nào đi nữa, cứ có mặt cái này là khổ. Bởi là vì sao? Là vì hễ có mặt á, là phải có cái lúc ra đi. Và chúng ta biết rồi, bất cứ cái gì trên đời này mà nó muốn ra đi á, thì nó phải có một cái cuộc nội loạn, rồi nó có một cuộc đảo chánh, rồi kể cả đó là cuộc đảo chánh bất thành. Thì nó cũng gây ra những cái xáo trộn, những cái phiền phức ghê gớm lắm. Còn nếu mà sự đạo cái cuộc đảo chánh mà thành công á, thì mọi thứ bị thay đổi toàn diện. Tôi biết tại sao tôi giảng được kinh đời mà tại sao tôi đi từ chỗ đó lại có thể thấy ngạc nhiên, thì tôi đang giải thích tại sao ở đây ngày xài số 6 ở đây. Thì mình thấy là cái cơ thể mình trước khi mình chết nó đâu phải dễ, mình
muốn chết phải dễ, nó phải có một cuộc nổi loạn ở trong đó, nổi loạn trong đó, rồi mình uống thuốc đó, tức là mình trấn áp biểu tình. Khi mình bình biểu tình nó có chuyện gì đó là nó rắc rối trong đó. Rồi bây giờ mình uống thuốc vô có nghĩa là mình vận động, mình vận dụng, mình điều động cảnh sát, điều động công an để trấn áp biểu tình. Nhưng mà nếu mà điều động thành công á, có nghĩa là mình uống thuốc mà nó có hiệu quả đó thì thôi. Còn nếu như mà cái cơ thể mình nó đã đến lúc mà nó xong xuôi rồi á, thì tôi thấy như là cái Libya đó, Gaddafi đó, có người có chỗ từ Liban, có trường có chỗ hầu như là Libya, hoặc là mình thấy giống như là Iraq chẳng hạn, thì những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc nổi loạn đó mình nó dàn xếp cũng được, thì sao? Thì cái vị nguyên thủ nó phải ra đi, mà trước khi ra đi thì máu đổ thịt rơi, thì cơ thể mình yếu hơn như vậy đó, mình bị bệnh thì mình uống thuốc vô để mình trấn áp, mà thấy không xong rồi đó, thì coi như đó, thì cuộc biểu tình đó coi như thành công. Đó như vậy có nghĩa là một cái ngón tay mà muốn cắt đi ấy, nó cũng có một biểu tình y chang như vậy. Mà một cái lá phổi hay là một cái thận hay là một cái gan muốn cắt bỏ nó cũng phải trải qua một biểu tình như vậy. Và trên hết là sau cùng thì cái tấm thân mình cũng vậy. Nó phiền lắm, tức là trước khi nó muốn kết thúc phải có bao nhiêu cái rắc rối. Cho nên hễ có sanh thì phải có diệt, mà muốn có diệt thì phải có rắc rối nó mới diệt được, nó phải có cái vấn đề, nó phải có pháp làm gì đó nó mới diệt được. Cho nên nói gọn lại đi là kẻ có mặt trên đời là khổ. Cho nên có khi Đức Phật nói người khổ thì ngài nói vắn tắt thôi, ngài nói mọi ngữ là khổ, sanh kích tiền đấy tâm chúng ta đa nặng thành thà, sanh kích tiền đấy tâm chú ba đa nát khánh cành tha đúc khe đó, mọi hiện hữu là khổ, chỉ cần có mặt năm quẩn là khổ đó. Nãy giờ tôi nói là có câu kinh nói như vậy, sanh kích tiền đó là nói gọn lại hay là nói tóm tắt briefly, nói gọn lại, nói vắn tắt lại, nói rốt ráo lại đó, thì có mặt năm quẩn là khổ. Có chỗ ngày nào như vậy, rồi có chỗ ngày nào nói năm quẩn, ngày nói danh sắc, chỉ cần có cái danh sắc nói từ thế gian là có cái tinh thần rồi có vật chất, có phần hồn rồi có cái phần xác là tự nhiên nó khổ thôi. Rồi có chỗ thì ngày nói rằng là khổ có năm, tức là sự có mặt có năm quẩn. Có chỗ ngày nói rằng khổ là ngày nói rằng thế giới, toàn bộ thế giới ngày chỉ nói gọn trong số năm, số một là khổ ha, mọi hiện hữu là khổ. Số 2 là danh sắc, rồi số 3 là ba khổ, gọi là ba hành cũng được, hoặc người nói ba khổ. Số 3 đó tùy mình người học vi pháp cũng nói ra được hết á. Ba khổ có vị còn nhớ không? Khổ tức là sự có mặt của những gì làm cho mình khó chịu, rồi cái hoại khổ là sự có mặt là sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu, và hành khổ đó là mọi hiện hữu là khổ. Bởi vì sao? Là bởi vì là có hiện hữu là phải có sanh có diệt, mọi hiện hữu là phải lệ thuộc vào các yếu tố, các nhân duyên, các điều kiện. Thì chỉ riêng cái chuyện mình lệ thuộc đó là khổ, đó gọi là hành khổ nói chung. Cũng giống như là tôi ví dụ hoài vậy đó, là mình bị nực ấy, đó là hành khổ. Đó sau đó mình bị nực là khổ. Ví dụ như vậy nha, việc bị nực, bị nóng nực ấy, là khổ. Mình mở quạt để nó lạnh lên ấy, cho nó dễ chịu, rồi thành lệnh điện nó cấp, hoặc thành lệnh cái máy nó hư thì cái mát nó bị biến mất đi, nó không còn nữa, thì cái sự có mặt của cái nực đó là khổ. Mà cái sự biến mất của cái sự mát mẻ đó là hoại khổ. Thôi tức là chỉ cần cái sự có mặt của mình trong cái dưới nắng, cái sự có mặt của mình ở chỗ đó trong cái mùa hè, thì bản thân cái sự có mặt đó là khổ rồi. Khoan nói đến chuyện nực là không còn mát dẹp, không còn nói vụ đó, mình riêng nói là cái sự có mặt ở trong cái chỗ nóng như vậy và có mùa hè như vậy thì dĩ nhiên phải khổ. Đó là số 3. Còn số 5 bên này đó là chỉ cho năm quẩn thôi, sự có mặt ở năm quẩn. Số 6 là sự có mặt của sáu căn. Tại sao như vậy? Là tùy cái căn duyên của người nghe. Tùy căn duyên người nghe, có người đã thích nghe năm quẩn, có người đã thích nghe sáu xứ, có người đã thích nghe ba khổ, có người thích nghe ba hành, có người thích nghe danh sách, có người không cần nghe nhiều mà chỉ nghe một chuyện thôi, thì nó có mặt cái đề là khổ con ơi,
Các bạn cái đời là cổ nghe lên xong rồi à, nghe vậy là còn có người phải phân tích, phải chia sẻ sâu vô rộng thì họ mới đắc đạo được. Thì tâm kinh này cũng vậy, cái tối đó là người học hợp với số 6 này. Tại sao người ta nói gì dài dòng như vậy? Bởi vì các vị thấy có chỗ có Phật thì không nói số 6, có chỗ là nói số 12. Cứ nghĩa là 6 căn người ta gọi cái 6 cảnh nè, 6 nội xứ rồi 6 ngoại xứ. Rồi có chỗ là ngài thấy số 12 vậy nói người ta không hiểu, cái còn có thêm số 6 nữa, đó là 6 căn, 6 cảnh, còn 6 thức. Ngài chia ra như vậy. Căn ở đây là chỉ là 6 cái thần, 6 cái điều kiện vật chất thôi, 6 thần kinh thôi. Rồi còn cảnh đó là 6 cái ngoại trần. Còn thức cho tôi tức là 6 cái biết mà y cứ trên 6 căn. À, mà cái người học Abhidhamma nó thì mới biết 6 căn là cái gì, 6 căn, 6 thức là cái gì. Còn người không học Abhidhamma thì nghe vậy họ thấy nó hơi lụm thụm, à, chỉ cần nói 6 căn thành lục căn là được rồi, tại sao nó lâu đó tới 16, 18 giới là làm sao? Là bởi vì là theo Abhidhamma ấy, cái căn ấy, khi mà nói đến con số 18 á, khi mà nói đến con số 18 á, thì 6 căn ở đây nó không biết gì hết, nó chỉ là 6 cái điều kiện vật chất để cho tâm ấy, nó dựa vào nó thôi. Ví dụ bây giờ mình phải có cái thần kinh thị giác thì mình mới có được cái, mà thần kinh thị giác là thuộc về vật chất, thì phải có cái thần kinh thị giác thì mình mới có được cái nhãn thức là cái biết của mắt để mà ghi nhận ở cái hình này là vuông tròn dài ngắn xanh vàng đỏ tím. Thì đâu được hợp đó. Thì khi mình kể đến 16 giới, 18 giới là phải kể đến 6 căn và 6 thức riêng. Nhưng mà khi kể 12 xứ thì cái 6 căn này là đủ rồi. 6 căn này là gom các sản thần kinh ra và thức, hiểu ngầm như vậy. Còn có trường hợp là khi mình nghe chỉ nói 6 căn thôi đó, thì mình biết là người muốn nói gọn. Bởi vì 6 căn tức là lúc này mình hiểu ngầm đó, là ở đây nó bao gồm luôn cả thức và cả tất cả cái thần kinh luôn đó, phải hiểu ngầm như vậy. Và mình phải hiểu ngầm đó là con số 6 này nè, nó tiêu biểu cho 12 cái kia, cho 6 căn và 6 thức. Và mình cũng phải hiểu ngầm đó là số 6 này nè, đó là cội nguồn của mọi thứ đau khổ ở đời. Bởi vì nói cho cùng, dầu chúng ta là ai đi nữa nha, dầu chúng ta là ai đi nữa, giáo hoàng, thủ tướng, tổng thống, lặng mài nha, gây biến anh cướp vũ đảng thì chùa đến mục, dầu ai đi nữa hả, và dầu thế giới này nó có rộng lớn bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ gói gọn trong số 6 này thôi. Có nghĩa là sao? Bỏ đi những gì mà ta có thể nhìn thấy, bỏ đi những gì mà ta có thể nghe bằng lỗ tai, bỏ đi những gì mà ta có thể ghi nhận nó bằng mũi, bằng khứu giác, bỏ đi những gì mà ta có thể biết được bằng vị giác, bằng xúc giác, bằng tư tưởng, bỏ hết 6 cái này thì toàn bộ thế giới này nó trở thành ra là zero, không còn cái gì hết. Mặc dù là nếu mà mình không biết đạo thì mình thấy thế giới này nó đủ thứ hết, mình thấy thôi núi non đại dương sông hồ rồi nhà cửa cây cối rừng rậm chim muông súc vật tùm lum hết, mình thấy đủ thứ hết. Mà tại sao trong kinh ta nói có lòi ngẫm là có đúng vậy không? Tức là bây giờ mình bỏ hết những gì mình có thể nhìn thấy nè, cái thế giới này còn là cái gì? Để mà tiếp theo mình bỏ hết những gì có thể nghe được nè, ngửi được bằng mũi nè, nếm được bằng lưỡi nè, xúc chạm được bằng xúc giác nè, sờ chạm được bằng xúc giác nè, và sau cùng là bỏ luôn những gì mà mình có thể tơ tưởng, nhớ nghĩ, suy tư, bỏ luôn. Thế giới này còn là cái gì? Rồi bình tâm lại đi, nghĩ ra còn cái gì hết rồi. Từ chỗ đó cho nên cái câu trả lời ở đây đó là Đức Phật này là sáu cái nội xứ nghe, sáu cái nội xứ y cứ trên sáu cái nội xứ này nè, y cứ trên sáu cái nội xứ này thì mình mới thấy nó lầu ra cái sáu ngoại xứ, làm sáu căn nó đi mình được nha. Trên nghĩa là nếu sáu là đủ rồi, nếu sáu là đủ rồi, nếu sáu là đủ thì không có sáu căn thì làm gì có sáu cảnh. Mà cái bài kinh này ngụ ý là gì? Là cái thế giới này đó là thế giới của đau khổ, thế giới này là cái thế giới của lắp ráp, đồ lắp ráp, thế giới này là cái thế giới của sự lệ thuộc các điều kiện.
mà đối với một người mà có trí, có duyên lòng nghe như vậy thì tự nhiên họ đắc. Tôi nhắc lại, thế giới này là thế giới của sự lệ thuộc, thế giới này là cái thế giới của sự lắp ráp. Tại sao gọi là lệ thuộc? Cái việc tưởng tượng đi, bây giờ mình nói là cái dục giới thôi, mình nói là nó khổ một chỗ vậy nè, cái bên người ta mỏi xong rồi người ta trầm mòn, người ta ngủ thì tôi cũng chẳng biết nghe, mà tao ngồi tôi cũng chẳng biết. Cho nên khi tôi giảng kỹ tôi cũng hơi tức tiếc, tôi biết mình giảng này giảng cho nghe một cái đám mà nó đi trầm mòn, nó ngủ hay là nó thức. Cho nên nếu mà có bị thức thì tôi mới nói rộng được nghe, nó khổ chứ không thấy mặt thì nó không có, nó không có đủ pin để nó nói. Có nghĩa là ví dụ tại sao tôi nói đây thì ngừng lại là bởi vì tôi phải giải thích, tôi có cần thiết phải giải thích dùng trở lại không? Tôi chết không, vì ngày nào cũng có đi hết thì giải thích trở lại là tôi chết. Vì tình riêng nó có dục giới. Bây giờ thử tưởng tượng là nếu quý vị cái con mắt của vị nó có vấn đề sáng hay là nhìn được, chẳng như tôi ngủ xong tôi vậy mà tôi có lẽ ra tôi quên với cái cặp mắt kiến mà không thấy là tôi thấy nó khổ đó. Với thằng cha mà mẹ cạnh á ha, mà cái cặp mắt kiến giả mà bị bể, bị gãy hoặc bị mất là thấy, là thấy xong rồi, thấy xong rồi đó. Dạ, thấy xong rồi. Rồi bây giờ là làm cách đây cũng khoảng chừng năm thôi, tôi bị ù lỗ tai suốt mấy tháng trời luôn, nó khổ vô cùng. Tức là ngồi yên như vậy mà mình vẫn nghe nó u giống như là mình bị nước ở trong lỗ tai vậy đó, nước trong lỗ tai của mình làm sao mình chịu nổi. Dạ, chỉ riêng lỗ tai mà nó có vấn đề thôi. Rồi cái lưỡi của mình khi mình bệnh á, mình ăn cái gì thấy cũng lạ, cái mũi mình nó bị nghẹt. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi, đau nhức quằn quại rên xiết dĩ dụa không cần. Chỉ cần là con mắt của mình á, mình nhìn nó không rõ, chứ không phải là đôi nha, tôi chưa nói nó mù nha, tôi chỉ nói là nhìn nó rõ là mờ mờ vậy đó. Rồi lỗ tai mình nó cứ ù chứ chưa có điếc, nó chỉ ù giống như bị nước vô vậy đó. Lỗ mũi thì cũng không phải bị hư, nó chỉ bị nó hơi yếu một chút vậy thôi, nó không còn bén nữa. Rồi cái lưỡi mình cũng về, nó cũng biết, còn biết nhưng mà nó không còn bén nữa. Tai nó hơi, cái xúc giác nó tê tê vậy thôi. Chỉ chừng đó thôi, chỉ chừng đó thôi là mình thấy đời sống mình nó có vấn đề rồi. Nó có vấn đề, có vấn đề. Gọi là có những khi cái đó mình nó mụ mẫm là nó nghĩ nó ra mà nó buồn ngủ từ hai giờ, lúc nó quên nhiều quá, hoặc là lúc nó đang bực mình cái chuyện gì đó, có nghĩa là sáu căn của mình mình chỉ cần nó có một chút vấn đề thôi là mình không có ăn là nha, mình muốn ăn là chính từ cái chỗ này nè. Cho nên cái Phật thì mới dạy rằng toàn bộ thế giới này là thế giới của khổ, là vì sao y cứ trên sáu căn. Nó hơi cứ sao cả. Cho nên cái bài cái câu đó là Phật nghe rất là ngắn gọn, nhưng mà ngày dạy cho mình chuyện rất là quan trọng. Đó là tôi quên là bốn cái tôi nói nha, bởi vì bốn câu này nó chỉ có một câu số 6 thôi. Thứ nhất là nói đến số 6 ở đây, ngày ngủ ý người nói luôn số 12, mà ngày ngủ ý người nói luôn số 18. Tức là sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Nhưng mà trong trường hợp này thì chỉ nói gọn thôi, nói số 6 theo cái câu hỏi của người ta nha. Nhưng mình phải hiểu nhầm như vậy. Thì toàn bộ thế giới này nó chỉ là nằm ở trong cái sự lắp ráp. Lắp ráp có nghĩa là chúng ta lúc thì sống bằng cái thấy, lúc sống bằng cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng và cái suy tư. Thứ nhất là thế giới này là cái thế giới của lắp ráp. Thứ hai nó là thế giới này là thế giới của sự lệ thuộc, có nghĩa là đối với sáu căn sáu thức mà nó có một chút vấn đề là chúng ta đã thấy không xong. Tôi nói một tỷ lần rằng là chúng ta muốn có được một cái nụ cười trên môi, chúng ta tưởng là nó dễ nha, chúng ta tưởng là nó dễ, chúng ta không có học đạo đó, chúng ta tưởng ô cái miệng tôi muốn cười, tôi cười sai bé, vừa sai vừa dốt vừa ngu vừa tà kiến. Không thể nào mà mình muốn cười là mình cười đâu ha. Thử bây giờ mình đi tiêu chảy mình có cười nổi không? Tiêu chảy mà không biết nhà cầu nằm ở đâu ha, mình thì biết mình còn cười được hay không, nhức răng quá có cười được không ha? Người ta đập vô mặt mình á, mình có cười được không? Chồng mình, vợ mình đang có vấn đề, mình có cười được không? Ba má mình, con cái mình, người thân mình có vấn đề, mình có cười được không? Đang đi trên đường xe nó hư, mình có cười được không? Trời mưa, trời gió mà mình có chuyện mà phải ở ngoài đường, ngoài xá, không ở dưới một mái che nào hết, thì mình có cười được không?
Điều đó có nghĩa rằng là một cái nụ cười nhỏ xíu trên môi của mình thôi, nó phải cần đến 1 tỷ cái điều kiện, quý vị. Dạ, nó cần đến 1 tỷ cái điều kiện. Quý vị tưởng tượng quý vị đang vui cực kỳ, bụi nó vô mắt, một hạt bụi nhỏ xíu, nó nhỏ đến mức mình đem canh nhé, không nên là canh nhỏ hạt bụi đâu nha. Chỉ có mấy cái phòng lab á, thì mai ra cái phòng ở nhà mình theo tôi biết là cũng có, không có nha. Tới ba là có canh tiểu ly của thợ bạc thôi, canh ram rồi chơi cho vui vậy thôi, chứ còn cái hạt bụi là mình không có canh rồi đó, không có cái canh nào rồi, phải vô mấy phòng lab, phải dùng mấy canh điện tử hay mấy canh với cái hạt bụi. Nói như vậy là hạt bụi nhỏ xíu thôi, nó có thể bay trong gió được nha. Ấy vậy mà nó vô con mắt của mình rơi đó thì nụ cười mà cũng tắt. Đấy, nụ cười mà cũng tắt, phải lo lấy nó ra, phải lo lấy nó ra rồi mới cười tiếp nha. Các bạn nghĩ có phải cái hạnh phúc trên đời này nó mong manh, cái nụ cười của mình nó cũng khó lắm. Thế giới này là một cái thế giới sống trong cái sự lệ thôi đấy. Và thế giới này nó là một cái sự lắp ráp, lắp ráp nghĩa là cộng cái này ghép cái kia thì nó mới ra cái nọ, chứ không có cái gì là massive, không có cái gì là solid, không có gì là pure, không có, không có cái gì là tinh tuyền, không có gì là độc nhất, không có, là toàn là lắp ráp, là lê thôi, là chỗ đó đó. Cái số 6 này quan trọng lắm, cứ mỗi lần mình thấy cái thật này nó số 2 này, số 3 này, số 5 rồi số 8 rồi số 10 này, số 6 là số 12 này, số 18, ngày nói bao nhiêu số điều nữa thì cái ý của ngài đó cho mình biết là thế giới này là thế giới của lắp ráp, của lệ thuộc. Những gì nó nản, nản thì cái này mà nó khổ một chỗ nữa đó là hãy lắp ráp, mà hãy lệ thuộc đó thì nó lầu ra cái thứ ba đó là cái không bền, nó không bền, nó không bền. Thế giới này nó vừa là giả này, mà nó vừa là tạm này, mà nó vừa là rỗng. Giả làm sao? Giả làm sao? Giả là có nghĩa là cái giá trị nào cũng là tương đối. Ở thời điểm này cái đó nó là hay, nhưng mà một lúc khác cái đó nó không hay nữa. Ở chỗ này nó là hay, nhưng mà ở chỗ khác nó không hay nữa. Cái thức ăn đó đó, cái trái sầu riêng đó đó, ở nhà ông A thì nó là ok, nhưng mà qua nhà ông B thì nó chưa chắc là nó hấp dẫn nha. Đó là cái mình thay đổi cái chỗ và cái thời điểm và không gian và thời gian thì cũng trái sầu riêng đó là mình thấy nó đã khác rồi nha. Tức là mọi giá trị đều giả. Bây giờ có những người đó tôi biết họ bỏ ra là mấy trăm đô la hoặc cả ngàn đô la họ mua một cái hộp kem mỹ phẩm bôi mặt, nhưng mà trường hợp người đó với tôi đó thì các vị đưa cho tôi một rổ mà ba cái mỹ phẩm phụ nữ, tôi làm cái gì, làm cái gì? Và cũng một cái soire, cũng một cái bộ soire mấy ngàn đô la, cũng bộ đó thôi mà nó chỉ có giá trị với cái người sắp làm con dâu nha. Chứ còn mà mình chưa là cô dâu hoặc là đã là cô dâu mấy năm nay rồi thì bây giờ mình cầm cái bộ soire và mấy ngàn đô la trong tay, cái cảm giác mình nó đang làm sao, nó không giá trị gì hết. Thì biết nó mắc tiền, thấy nó đẹp thì mê vậy thôi, chứ giờ mình ăn uống gì với cái đó đây. Cho nên mọi cái thứ trên đời này cái giá trị của nó đều phải xác lại hết, đó gọi là giả. Còn tạm làm sao? Tạm nó nghĩa là có đó rồi nó mất đó, có đó rồi nó mất đó. Còn rỗng làm sao? Rỗng là có nghĩa là các vị có thấy, các vị nhớ cái măng tre không? Các vị có nhớ cái cây chuối không? Cái măng tre, cái này mấy ông đàn ông chắc biết, mình chắc phụ nữ rồi biết. Mấy người mình mua cái măng tư về để mình nấu ăn ấy, mình cứ lột từng bè, mình lột riết rồi nó không còn cái gì hết như vậy. Cái cây dưới cũng vậy, bắp chuối của thân dưới cũng bị chai như vậy. Cứ là lột đi, cứ lột từng bè, lột riết thì cuối cùng nó là gì, là zero. Đó, thì cái thân này được gọi là rỗng làm sao? Rỗng tiếng Bali gọi là asa đó nha, asa đó là rỗng, có nghĩa là không, không có cốt lõi, không có rô, không có cái gì gọi là căn bản bên trong hết, không có gì căn bản cội rễ cốt lõi hết, thì tiếng Bali gọi là asa đó, gọi là rỗng, asa đó là rỗng. Còn tạm là gì? Tạm nghĩa là nó đó. Còn rỗng này có nghĩa là mình cứ tháo ra đi. Mình cứ tháo ra từng phần, từng phần, từng phần, tháo riết thì không còn gì hết.
Thì trong đời sống mình nói ông không giàu, nhưng mà bây giờ mình ngồi mình gặp tôi đi tháo từ ba đẻ là cái rời cái giờ nó còn nữa, ba đẻ đúng rồi đó. Ông nói tôi tháo là cái ngàn đẻ, nhưng mà tôi tháo là ba đẻ, đẻ biết là cái điều kiện kiếm tiền của ông. Chẳng qua lúc đó ông còn điều kiện kiếm tiền thì ông mới có tiền nha. Cho nên mình tháo cái đó ra, cái vụ mà cái điều kiện kiếm tiền thôi, mình tháo ra mình cái đó mua là một cái đẻ, chỉ cần có một lý do gì đó mà làm cho ông cổ mất cái điều kiện kiếm tiền đi là thấy ông cổ. Nhưng mà ông còn là cũng còn được ba bé lên nhà băng, chỉ cần bây giờ rủ đi đánh casino đó là hết sạch, hoặc chỉ cần bà vẫn có vợ bé vợ mọn có bồ đào kép nhí gì đó là xong. Vậy là trong nhà không có là con cái ăn chơi hút chích nữa, nửa nở nằm là xong. Rồi cái thứ ba nó là gia đạo cũng có vấn đề, con ổng vợ ổng gọi là chồng của bà có vấn đề, có bệnh hoạn hoặc là có cái thiếu đạo đức thiếu phẩm hạnh là xong. Đó là ba mẹ đó, tức là lo cái mẹ thứ nhất là cái khả năng kiếm tiền, lo cái mẹ thứ hai là gia đạo, lo cái mẹ thứ ba nó là cái tài sản đang có gọi là sức khỏe đang có. Thì lo bỏ ba cái mẹ này ra đó, tức là cái mục năng đó, cái thân chú nó không còn gì hết. Mình tưởng mình ngon, nhưng mà nếu mình tháo ra từng phần thì đời nó không còn gì hết. Thì cũng vậy, có lúc thì Đức Phật thì nói thế giới này nó gồm 16 cái đẻ, 18 đẻ, có lúc thì nó 12 cái đẻ, có lúc thì nó chỉ có 6 cái đẻ, rồi có lúc thì nó là nó chỉ có 2 cái đẻ danh và sắc thôi. Rồi có lúc thì nó không, nó chỉ là bọt nước thôi, nó chỉ là bong bóng thôi. Người nói gọn còn nhiều nữa thôi nha. Cho nên cái bài kinh này một người mà Phật tử liếc mắt qua là đã hiểu rồi, nhưng mà tôi muốn dài dòng một chút là như vậy đó. Tôi muốn nhấn mạnh ba cái ý đó, là thế giới này nó là sự lắp ráp, thế giới này là sự lê thô, thế giới này là đồ giả, thế giới này là đồ tạm, và thế giới này là đồ rỗng, là vậy đó. Rồi tháo ra nó còn gì hết, tháo ra sáu đệ này, nên thế giới này nó chỉ là một cái mục măng, nó chỉ là một cái thân chuối thôi. Và có một chuyện cũng cứ nói là nên vui nên buồn, là cứ tỉnh thoảng nửa đêm vậy đó, khát nước hay là rớt mồm hay là vâng, nó có cái được tỷ lý do. Mà cứ việc mình cứ vậy nửa đêm là tự nhiên chợt nhớ là mình sẽ chết, có cái biến vậy đó. Kinh khủng như vậy. Thì sáng hôm nay tôi cũng bị trường hợp giống như vậy. Thì nếu mà nói theo đạo thì nó tốt, tốt lắm, tốt cực kỳ. Bởi vì chỉ có cái đó thì mình mới có cơ hội để mình nhìn lại mình. Chứ còn bây giờ mình nói là thế giới này là lắp ráp, thế giới này là lệ thuộc, thế giới này là đồ giả, này đồ tạm, là đồ rỗng, là nói tôi đã chứ, nhưng không có gì nó phê cho bằng cái chết. Chính cái chết nó là cái chuyện, nó là một lời nhắc nhở để mình nhớ là mấy cái điều mình vừa nói vừa nghe nãy giờ nha. Là lâu nhớ là cái chết biến rồi sao mình thấy cái gì nó buông lại hết. Mình còn sống thì cái móng tay nó dài mình cũng chịu nổi, mình phải cắt. Bàn tay nó khô phải sẽ bôi kem bôi lotion tùm lum hết nhé. Rồi nó đau nó biết phải đi uống thuốc ha. Rồi cái áo mặc phải cho nó vừa gặn ngó cho nó đưa nha. Chiếc xe của mình cũng vậy, nghèo quá thôi chứ còn phải có tiền cũng phải đổi xe đi cho nó êm. Cái đồng hồ treo tường lâu quá thấy nó nhìn nó nản, nó thay cái khác nhé. Rồi đôi giày đôi dép đôi vớ cái gì vậy lo lắm đủ thứ, còn đừng một cái rồi đó thì cái cục thịt mấy chục ký này mà nó có một chút vấn đề là nó buồn nó thèm thở nữa thì cái gì cũng bỏ hết. Cái gì cũng bỏ hết. Bên đây thỉnh thoảng tôi cũng nhớ có cái gì tốt thì lụm về bên đỉnh đồi của Mỹ thì ẹt nha. Rồi bên Mỹ thì có cái quýt view dễ ẹt nha, chứ bên đây nè, bên chỗ đã sát bên râm thị sĩ có mấy cái thị đồi cũ mà tốt cực kỳ. Mà tại sao tôi đem gì đó ra tôi nói là bởi vì nó có những cái bộ đồ cũ, thí dụ như là mình thấy cái áo thun hoặc là giày hoặc là tất hoặc là dao kế của nó bán nguyên mà đem để nguyên bộ vậy đó. Mà tôi nhìn cái gần ngợ tôi nghĩ có lẽ là đây là của một người vừa chết, đây là một cái người mà họ dọn nhà nè. Chỉ có trường hợp đó nó mới đi nguyên một bộ như vậy thôi. Mà rừng mình nhất đó là những bộ rất là đặc tiền, rất là tốt. Mà bây giờ họ bán còn 1/10, 1/20 giá thôi. Tốt lắm quý vị. Quý vị có dịp sang nghị sĩ, có dịp sang nghị sĩ mà dành được một tuần lễ mà cùng với tôi mà đi tìm một cũ, một tuần lễ thôi nha, thì coi như cái vé máy bay mà từ châu Á qua hoặc từ Mỹ qua, các vị có thể lấy lại được. Cái đặc biệt tìm được
những cái bộ nồi mà cái bạc ngàn đô la nó bị bán từ chừng trăm hai trăm bạc, mà ở đâu nó ra là của cái kẻ nào đó nó tu ra, hoặc là họ mua đồ mới bỏ đồ cũ, hoặc là họ đã không còn trên cái hành tinh này nữa. Có thể hỏi gia đình họ, chẳng hạn như kể từ bây giờ ha, mà mình ra ngoài đó mà mình gặp đồ cũ, có thể là cái đồ của gia đình của mấy người mà có nạn nhân rớt, mấy gia đình của mấy nạn nhân mà bị rớt máy bay về rồi, khi họ là người Hoài Lan ha, rồi bây giờ họ bị chết ở bên Ukraine ha, rồi họ có nhà cửa bên Thụy Sĩ ha, bên Đức ha, rồi bây giờ họ không về nữa thì gia đình họ bắn tống bắn tháo để không còn muốn nhìn thấy nó nữa cũng có. Hoặc là nhiều khi họ muốn dọn nhà đi họ đem ra cũng có. Nó đại khái như vậy, tức là những cái thứ trên đời này nó mới đó, thì nó vừa những đồ cũ, có thể là nó là tài sản của những cái kẻ nào đó vừa ra đi, những cái đồ second hand là thường là như vậy nha, nó ngậm ngùi rồi chỗ đó đó. Ok, cho tôi xin bài kinh số rồi kinh tiếp theo, kinh tiếp theo, kinh tiếp theo, kinh tiếp theo.